đập tràn xã Phấn Mễ, khu vực cô bé Quỳnh bị cuốn trôi cũng vào buổi trưa. Thời điểm những ngày mưa lũ, dòng nước chảy xiết, nhiều khu vực sâu nguy hiểm. Bám cẩn thận nhé, bám cẩn thận đấy, chỗ này nước sâu lắm. Anh Sao khi đó vừa đi chợ về, nghe tiếng kêu cứu đã vội vàng chạy ra. Hai ông cháu hôm nay đến gặp lại người đã cứu em. Ông ngoại muốn đưa em qua đây để cảm ơn ân nhân của mình một lần nữa. Cháu là cũng là sinh ra lần thứ hai, không có anh chị thì chắc cũng không biết là cháu như thế nào nữa. Không phải tôi thì gặp hoàn cảnh người khác họ cũng làm như thế. Thì mình cứ giúp được thì nó thoải mái thôi. Từ nửa đêm đến sáng sớm, công việc của anh Sao ở các khu chợ. Bí thơm này. Chợ họp theo phiên nên anh Sao cùng những người bán hàng cũng di chuyển theo những buổi chợ ấy. Người bán hàng chủ yếu người có tuổi và là phụ nữ. Thế đây con khác trống. Sao ít tuổi và trẻ nhất, ai nhờ gì anh đều giúp. Việc mà hai vợ chồng nhà Mông mà đi từ Hải Dương về đấy, đi mà bị ướt đấy, xong là xuống mà cho em bé quàng cái chân. Cứ cảm nhận là thật sự ra là rất chi là xúc động và là cảm phục luôn. Bây giờ mình đại đa là những người thật thà, người tốt bụng, nhiều mà. Sống họ nghĩ là nhiều về cho người khác. Nhưng mà sao nó trong cái con số đấy, đó là sao sáng, sáng hơn mọi người. Mua đồ, mua gì ạ? Những việc mà anh Sao đã làm, anh luôn chia sẻ là bình thường. Và anh chỉ là người bán rau tốt bụng trong vô vàn những người tốt bụng khác. Anh có hai cậu con trai và chỉ muốn mình sẽ là người bố tốt, làm gương cho các con làm theo. Không phải là những người mình giúp là người quen của mình. Mình cũng không nghĩ là cần phải những cái người mình được giúp họ phải biết ơn mình hay là họ giúp lại mình thì mình mới giúp người ta được. Không cần như thế. Nhưng chỉ là cái là con nó sẽ động, nó vẫn động viên là bố là người đẻ đặt con với con yêu bố.